Gửi lời chúc tất cả quý vị khán giả của VTV3, người dạng sự như ý, tiền vô tỷ tỷ, và đặc biệt năm Canh Tý thì tiền phải vô ký 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 chiếc kính ma thuật. Ma thuật chỗ nào hả? Màu xanh dương. Ba má ơi, con có giống thức, ba má đừng buồn con. I want nobody bằng chú. Em cắt luôn. Lần này em tới đây quyết tâm em rinh một giải thưởng lớn. Em nắm đầu mấy bự em lôi về nhà. Trời ơi. Cắt màu gì? Màu gì vậy? Và kết quả tập 4 Võ Công Bí Ẩn phát sóng lúc 11 giờ trưa thứ bảy ngày 1 tháng 2 năm 2020 trên kênh VTV3.